tôi cũng đã cho con tới với Thư viện Tỉnh Thái Nguyên cũng bắt đầu từ đầu hè, cũng khá nhiều cái ngày con hầu như là ngày nào cũng yêu thích là cũng muốn đến đây. Thư viện Tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cuốn sách hay mà con chưa từng đọc đến ạ. Nội quy khi vào thư viện là phải giữ trật tự, không được nói to với cả không được vẽ lên bàn ạ. Phòng đọc thiếu nhi hiện nay có gần 21.000 bản sách, gồm sách khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các loại sách về tâm lý lứa tuổi, vân vân. Phòng đọc của chúng tôi thì được duy trì thường xuyên. Để trở thành bạn đọc của thư viện thì cái thủ tục rất là đơn giản. Các bạn làm thẻ thư viện thì với cái thẻ phí là chỉ có 15.000 đồng trên một năm. Và khi đến thì tại kho thiếu nhi thì các bạn có thể xuất trình thẻ và chúng tôi cho các bạn lựa sách phù hợp với cái mong muốn cũng như nguyện vọng của mình.